Xin chào các bạn, video này xin dành riêng cho những fan hâm mộ Europa League mùa 2024-2025. Nếu các bạn thấy video hữu ích xin hãy nhấn tặng kênh một like với nhé. Trận đấu thứ nhất, câu lạc bộ Besiktas sẽ đụng độ với câu lạc bộ Malmo vào lúc 22 giờ 30 phút thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ hai, câu lạc bộ Ludogorets sẽ đụng độ với câu lạc bộ Athletic Bilbao vào lúc 0 giờ 45 phút thứ sáu ngày 8 tháng 1 năm 2024. Trận đấu thứ ba, câu lạc bộ Union SG sẽ đụng độ với câu lạc bộ Roma vào lúc 0 giờ 45 phút thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ tư, câu lạc bộ FC SB sẽ đụng độ với câu lạc bộ Midtjylland vào lúc 0 giờ 45 phút thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ năm, câu lạc bộ Olympiacos sẽ đụng độ với câu lạc bộ Rangers vào lúc 0 giờ 45 phút thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ sáu, câu lạc bộ Galatasaray sẽ đụng độ với câu lạc bộ Tottenham vào lúc 0 giờ 45 phút thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ bảy, câu lạc bộ Frankfurt sẽ đụng độ với câu lạc bộ Slavia vào lúc 0 giờ 45 phút thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ tám, câu lạc bộ Nice sẽ đụng độ với câu lạc bộ Twente vào lúc 0 giờ 45 phút thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ 9, câu lạc bộ Bodomit sẽ đụng độ với câu lạc bộ Karabakh vào lúc 0 giờ 45 phút thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ 10, câu lạc bộ Elfsborg sẽ đụng độ với câu lạc bộ Braga vào lúc 0 giờ 45 phút thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ 11, câu lạc bộ Hoffenheim sẽ đụng độ với câu lạc bộ Lyon vào lúc rạng sáng 3 giờ thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ 12, câu lạc bộ Lazio sẽ đụng độ với câu lạc bộ Porto vào lúc rạng sáng 3 giờ thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ 13, câu lạc bộ Ajax sẽ đụng độ với câu lạc bộ Fenerbahce vào lúc rạng sáng 3 giờ thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ 14, câu lạc bộ Dinamo Kyiv sẽ đụng độ với câu lạc bộ Ferencváros vào lúc rạng sáng 3 giờ thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ 15, câu lạc bộ Manchester United sẽ đụng độ với câu lạc bộ PAOK vào lúc rạng sáng 3 giờ thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ 16, câu lạc bộ Ajax sẽ đụng độ với câu lạc bộ Maccabi Tel Aviv vào lúc rạng sáng 3 giờ thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ 17, câu lạc bộ Pelen sẽ đụng độ với câu lạc bộ Real Sociedad vào lúc rạng sáng 3 giờ thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Trận đấu thứ 18, trận đấu cuối cùng, câu lạc bộ Rijeka FF sẽ đụng độ với câu lạc bộ Anderlecht vào lúc rạng sáng 3 giờ thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024. Video đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn ở những video cập nhật kết quả bảng xếp hạng và lịch thi đấu những giải đấu bóng đá khác nhé.